tỏi, bà con biết tỏi hết phải không? Tỏi ăn còn tốt, mà ngâm với mật ong thì càng tốt nữa. Rất tốt, nếu là gặp trường hợp tỏi ngâm với mật ong thì nó tốt, nhưng mà không phải ai cũng ăn được đâu bà con. Những người này vui lòng đừng ăn tỏi ngâm mật ong, nó sẽ nguy hại cho sức khỏe của mình. Bệnh của chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là những người có đường huyết kém, tiểu đường rối loạn, tiêu hóa kém, dạ dày và loạn máu, là vui lòng đừng sử dụng và đừng ăn mật ong ngâm tỏi, tỏi ngâm mật ong. Còn ngoài ra nó tốt vô cùng, tốt khi cho là nó làm tốt cho trào ngược, tốt cho thực quản, và nó trị cảm cúm tốt, giảm huyết áp tốt cho tim mạch, giảm mụn, phòng chống ung thư, giảm rụng tóc, đẹp da. Mà ta sử dụng thì cách nhật pha nước hay là uống mỗi lần 2 muỗng cà phê, chứ không phải tốt bao nhiêu cũng được rồi nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi ngày nào cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, nên ăn gì và không nên ăn gì với chứng bệnh gì. Đó, bà con thấy được, đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Bà con thấy được thì vui lòng chia sẻ cho mọi người mạnh khỏe, và 4 video chúng tôi sẽ đến với quý vị ngay. Cảm ơn bà con rất nhiều nha bà con. Tỏi ngâm như mật ong không nên, là người có đường huyết kém, tiểu đường rối loạn chuyển hóa, tiêu hóa kém, dạ dày loạn máu. Còn ngoài ra tỏi ngâm mật ong tốt vô cùng, nó tốt cho việc trào ngược, nó dựng đài không có trào, thực quản tốt, trị cảm cúm tốt, giảm huyết áp tốt cho tim mạch, giảm mụn, phòng chống ung thư tốt cho việc rụng tóc tốt cho việc đẹp da. Rụng tóc mà sử dụng ngò tỏi ngò mật ong là cũng hết đấy nha bà con. Ăn sử dụng cách nhật hay là pha nước uống thì cứ 2 muỗng cà phê, chứ không phải tốt là chúng ta sử dụng bao nhiêu cũng được. Bà con ơi, bà con ngày nào chúng tôi có 4 video nói về đời sống mình, sức khỏe, mạnh khỏe, ăn gì và những gì không nên ăn. Bà con thấy được, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, và 4 video chúng tôi ra là bà con biết được liền. Đó, vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi.